Alo. Alo, À, vâng, ai đây ạ? Có việc gì? em tính nhà anh Hùng dùng chặn cái hồi đó em có vay tiền rồi nó vay cái app đó, nó gọi gọi cho em, nó kêu kết bạn Zalo với nó rồi nó gửi lệnh lại cho em vô giờ vợ em vay 70 triệu, giờ nó cho em chuyển khoản cho nó 7 triệu với nó dài dẫn cho em. Là đã chuyển khoản cho nó rồi hả? Dạ em chưa. Ừ, bị lâu chưa? Dạ mấy ngày rồi. Bây giờ gọi cho anh là cần anh xử lý cái gì? Cái nó đòi nợ em. Chặn đòi nợ hả? Nó nói nếu em không có đồng tình, không có dạy vậy nó 7 triệu nó chuyển cho em bên nợ, bên đòi nợ. Nó kêu là nếu mà mình không chuyển 7 triệu cho nó thì nó làm gì? Nó chỉ chỉ cái hồ sơ em bên đòi nợ. Cái này thì bây giờ là sợ cái tụi này nó cầm cái hồ sơ đấy, nó mang đi nó vay tiền thôi. Em Nếu chặn cho em được không anh? nếu mà chặn thì chặn cái đấy là biết, chặn cái đấy là mất phí, đã biết bao nhiêu phí chưa? Dạ 2 triệu anh. Đúng rồi, em chụp cho anh cái giấy tờ em muốn chặn đấy, kèm với lại cái hóa đơn chuyển tiền 2 triệu đấy, kèm với số điện thoại rồi em gửi sang Zalo 0833 014 014 là được nhé. Cái chuyện đấy thì chuyển 300 thì anh tư vấn thôi, còn nếu mà em muốn chặn thì cái chuyện đấy nó riêng. Nếu mà em có chặn thì chuyển tiền theo cái yêu cầu đấy, rồi rồi bên anh gửi đi chặn thôi ha. Dạ, Rồi em nhé. cảm ơn anh rồi. Rồi nhé. Dạ, em chị hai chị cho anh rồi. Rồi. Những anh chị nào bị cái trường hợp này này, chỉ có riêng trường hợp này thôi, đó là tự nhiên mình đang đi vay tiền, sau đấy là bị mấy cái đối tượng kia kêu là sai số tài khoản, sai nội dung chuyển tiền, hoặc là bất kỳ một cái vấn đề gì khi mà nó tiếp cận anh chị xong ấy là nó kêu anh chị phải chuyển tiền trước, thì tuyệt đối không cần chuyển và cũng không cần phải điện cho tôi đâu. Các anh chị muốn ngăn chặn, nghĩa là anh chị lo sợ, các anh chị lo lắng, các anh chị sợ cái thông tin anh chị bị người ta mang đi để làm vấn đề mà bậy bạ, thì các anh chị chỉ cần gửi cho tôi những cái thông tin sau đây để mà chúng tôi gửi đi ngăn chặn thôi, cho nó đỡ mất thời gian, anh chị tự 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 làm được luôn. Thứ nhất, tôi sẽ báo phí ngăn chặn, phí xử lý nó là 2 triệu để tôi lo cái phần thông tin cho anh chị, và tôi bảo hành trọn đời cho anh chị luôn. Phí đó là 2 triệu. Anh chị gửi vào tài khoản của bên tôi, sau đấy chụp cho tôi cái hóa đơn 2 triệu đấy. Kèm với anh chị gửi giúp cho tôi cái giấy tờ các anh chị muốn chặn, ví dụ các anh chị đã gửi cho tụi nó chứng minh thì các anh chị chụp chứng minh hai mặt gửi cho bên tôi, nếu mà anh chị gửi căn cước thì các anh chị chụp căn cước hai mặt gửi cho chúng tôi. Ngoài ra có một cái này quan trọng là các anh chị gửi kèm theo cái số điện thoại của anh chị đang dùng để có vấn đề gì chúng tôi cập nhật lên đấy, cập nhật số điện thoại lên hệ thống. Sau đấy anh chị gửi ba cái thông tin hóa đơn chuyển tiền 2 triệu này, số chứng minh này, quên, cái chứng minh hai mặt hoặc căn cước hai mặt này chụp vào này, kèm số điện thoại, anh chị gửi hết vào cái Zalo 0833 014 014 của cái bạn trợ lý của tôi thì bạn sẽ tự động xử lý cho anh chị, nói vậy cho nó nhanh. Còn đối với những trường hợp khác thì anh chị phải gọi cho tôi để tôi lấy cái thông tin, cung cấp thông tin để tôi xem là có chặn được không, anh chị hiểu không ạ? Còn riêng cái trường hợp này thì tôi nói mấy cái đối tượng này là nó mục đích ban đầu là nó tiếp cận với anh chị để nó lấy những cái thông tin anh chị để nó đi bán, để nó mang đi vay tiền app tín dụng đen. Nhưng mà sau khi mà nó phát hiện các anh chị không hiểu biết, giống như cái anh người này này, anh này chắc là người dân tộc, nó thấy anh này anh khù khờ nên là nó mới bảo anh này chuyển tiền, và nó mới dọa anh này là bây giờ mày không chuyển tiền thì tao sẽ chuyển sang bộ phận thu nợ. Con chuyển đi, chuyển 7 triệu, chuyển xong lại phải chuyển chuyển chuyển, có nhiều người chuyển mấy trăm triệu rồi. Anh chị lưu ý cho tôi nha. Rồi, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, anh chị nghe và làm theo. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị ngày mới tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.